Vang bên tai anh chẳng muốn nghe, yeah. Và điều em muốn mình là bản thân khi đi với nhau, yeah. Sao em cứ quay bước đi, bỏ lại cô đơn là nơi giấc mơ để con tim anh thầm thì. Như cơn gió em đang cuốn trôi tôi vì no. Và anh chắc em không muốn tôi thôi thì no. Không thể nào mà date her, stuck in a friend zone. Là bạn thân của nhau, chắc anh không cần. Vậy người mà em đang say, từ nay sẽ không là anh. Sao lại thích, sao lại crush với những người khác mà không phải anh? Trong tình huống anh đang còn lát y chang thằng ngố như bông cải xanh. Mình đã từng coi nhau nhờ bất tình đầu, cảm xúc mà đỡ khung ở trong một khối cầu. Tôi lên mọi tối trong khi không còn lối, sao bên trong giờ hoa vàng sắc nối ngành màu. Thế thì đó là những gì em muốn, có để tình duyên lên xuống. Sao ở trong một danh bạ em đập nhật hoàng, ai kể ai tình cuốn. Có những thứ không khó để lấy, nhưng có được em là khát vọng. Em lại càng khắp gì niềm vui, sao có mò thấy cảm xúc của anh chi để mà tác động. Em cũng đâu có hay vì anh vẫn luôn ở đây, yeah, yeah. Tính em hay nắng mưa và không muốn ai thắng thua, yeah, yeah. Em hay có những suy nghĩ lung tung, chỉ một khoảnh khắc khi anh rung rung. Tim anh lao nhanh như cao tốc, yeah, yeah. Anh luôn lặng lẽ, anh luôn cặn kẽ, theo dõi nhìn em từ phía đằng sau. Nhưng sao khó đổi, mày tính khó dời, sao vẫn yêu em dù biết rằng đâu. Anh không biết là từ khi nào những nỗi buồn kia lại có hình dạng. Đáng lẽ ra phải là tình yêu, chẳng biết vì sao lại hóa thành bạn. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người. Và mình là gì của nhau, tình nhân là bạn thân của nhau. Chắc anh không cần về người mà em đang say, từ nay sẽ không là điện thoại gọi điện lại trong đêm nghe âm thanh không cùng một tần số, và đến hiện tại anh đang tái hiện lại hoàn cảnh yêu thương dù cho bao lần cố, yeah. Sau bao nhiêu lần đau găng in lên giấy dù em liếc núi thế tình duyên huynh lấy đâu buồn tuyệt vọng, và lúc nguyên đêm đấy về thứ tình cảm từ bạn thiên liêng ấy hả, nở lòng này em chối bỏ cuộc đời của anh giờ đã đổi màu tối, thì mình lang thang cho dẹt nên lối nhỏ biết đến khi nào sẽ có khởi đầu mới, tại sao khi anh càng trưởng thành nụ cười trên gương mặt này là ít đi, phải học cách làm quen với nỗi buồn có thể dần hình thành hay chữ là thích nghi. Yeah, các bạn khán giả đáng yêu của Tiki ơi, yeah, hãy thả tim và xe nhiệt tình cho cặp đôi sông Hoàng được không ạ? Thả tim thật nhiều cho Nhật Hoàng và Lưu Hoàng nha. Yeah. Ê, ê, bắt tim nè. Ê, ê, yeah. Ready? You ready? You ready? You ready? 1, 2, 3. Sao lại thích, sao lại crush với những người khác mà không phải anh? Trong tình huống anh đang còn lát y chang thằng ngố như bông cải xanh. Mình gửi thương xem như cảm hứng nè, u. Trong con tim này phản ứng nè, u. Chẳng thể nào mà miêu tả anh như đây, u, 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 u. Bao nhiêu năm qua đã vẫn luôn ở đây theo dõi chi một mình em thông qua cánh cửa sổ. Chơi bất kỳ như tình cảm mất tích lũy, cho hay coi được như trước tại vì anh lựa chọn. 2 năm qua kết quả như vậy thì thôi nước mắt cũng khô cạn rồi. 10 năm sau nếu như có thể từ cố bản thân thành cố bạn đời. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người, no baby. Và nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người. Và mình là gì của nhau, tình nhân là bạn thân của nhau. Chắc anh không cần, vậy người mà em đang say, sao từ nay sẽ không là anh.